Đây. Sếp này nuôi mạnh phết này. Ở đây có nào bán không? Hả? Không bán nào. Cái con đỏ đỏ này ông nuôi lâu chưa? Con cơ này, rồi. À, là con mẹ. Đấy giống nhở? Đây cặp này của nó đây này. Đàn này đẹp phết này. Nó chưa bán nào à? Tưởng bán này nó lấy mấy con. Con này của nó là đẻ 51 đúng không? Dòng đỏ này. Đây. Chị rồi. Để hai con bò được rồi, hai giờ hai con bò cái. Thế này nhá, để con nào không? Sở kế hoạch và đầu tư, Sở lao động thương binh và xã hội. Con này đang có chữa đấy. Con này á? Ba bê này mà ông lấy giống rồi kìa. Nó được bao tháng mà lấy giống rồi? Được 15 tháng không? Tầm 15 tháng không? 15 tháng gì? Đây con này chắc mấy con này lấy giống hết à? Mấy chung bò này con chữa hết rồi. Mấy chung mấy con con chữa hết rồi. Con nào con chữa hết rồi, hoang con hai con. Đàn bò lái này được đấy. Con này ông nó đẻ bao lâu thì đi giống? Đẻ mấy tháng rồi đi giống rồi? Tức là nó có nhanh giống không ấy chứ? 51. 51 đều gì? Con của nó có đợt đó, có tháng 14 hôm này đi giống này. Tháng cái giống này mắn lắm, tháng hơn tháng lại đi giống. Bây giờ con nó đó con nào? Đấy, con đang ăn đây. Con đỏ đây chứ? Con này được bao tháng rồi không? Con thấy gần đây năm rồi. Đấy. Thế lại để lại gây giống tiếp. Bò này đi giống đến. Ông tuyển được mấy con lái là được ấy. Tinh 3V hết nhỉ. Rồi. Ngày mai ông gây tất những cái loại này này. Rồi. Đấy dòng đấy nuôi thích lắm. Dòng sim này không bắn bằng dòng này đâu. Dòng kia không bắn bằng dòng đỏ đâu. Dòng man đỏ này. Tôi lên lấy giống giác man không? Rồi. Tôi mới bắn tinh được 2 năm nay, lấy trước rồi lấy giác man. Con này của ông để mấy lứa rồi? Con này á? Vâng. Con này bây giờ đang có chữa lứa thứ 7 rồi. Bèn bò nha. Nhà bãi về. Để 6-7 lứa rồi, vẫn bèn bò này. Mới vừa được 5 lạng cá. Rồi, dòng này thì được cái là nó chăn, nó nhàn, nó hay ăn. Hèn lắm. Hồi tôi đổi, tôi mua hồi ông chín cũng tôi đi, tôi mua bấy giờ thì mà cả cặp cả già con mẹ già của nó 30 triệu rồi tôi chết cháy. Trong con mẹ tôi bán được có 15 triệu con nó tôi nuôi. Bây giờ này mai ông nghe ông cứ để cái dòng loại này để ra ông để gây lái loại này này. Trong nào? Đây này. Dòng này bây giờ. Đấy. Gây những dòng này để rất là chuẩn luôn này. Được. Đây gây đây. À, nó cứ 51 thôi. 51. Loại này chỉ 51 thôi mà. Đấy mẹ nó vừa tháng 4 hôm đi giống rồi. Đấy con tháng 4 hôm lại đi giống rồi đúng không? Ừ. Chậm lắm là nếu mà chậm là tháng rưỡi. Là chậm. Mà dòng này của nó sữa rất là tốt, sữa chuẩn này, sữa mát. Đấy con này kìa. Hôm trước già hàng được đẹp lắm, chiều 6 tháng lại ngộp lắm. À đây là một cái nó chậm, mình chăn dân dã nó khác. Nếu bộ đực mình chăn ấy cám vào thì nó nhanh.
Đây, dòng này mình để gây giống thì mình trả trăm. Có, trăm gì? Về ông này được 5 lạng cám. Đấy, cứ gây cái loại này, thích không? Thế thế bây giờ dòng này chắc là không bán nhỉ? Đang gây lãi này, nếu bán không mất mấy. Mình xác định để gây lãi thì mình chả bán nhỉ? Đấy, tôi lấy cảm giác cặp này cặp ở dưới... dưới gì này đây? Dưới cầu Hưng Dương á. Con mẹ tôi bán rồi. Tức là con mẹ này là để 7 lứa rồi. 7 lứa vẫn là 1. Đấy, con kia rồi lại chậm lại, chậm mà. Chậm. Đúng là tháng trước đi giống, xong cái mất giống. Rồi. Mất giống. Xong lại con lấy giống tiếp. Bắn đúc hai phát liền. Dòng này nuôi rất ok luôn. Gây lái lèn được. Đẻ là 1. Tháng nào nó nuôi rồi, rồi hầu như không muốn bán. Ông đây là ông lấy thủ tinh ma này. Lấy thủ tinh ma có gì có thì bắn 3B này 400 này. Thế là đợt này ông lấy loại gì? Tất là gì? Lấy 3B hoặc là lấy dòng ăn gớt được. Một con này mới lại thân cò già kìa. Con này rất là thích nhỉ, nuôi 7 lứa rồi ông. Bây giờ để đắt ông không bán. Dòng ăn ướt là dòng man đỏ này. Ông bỏ mũi đỏ. Cặp này thì dễ chăm nhất này. Dòng này nuôi nó lành và nó hay ăn. Lành đất ạ. Cái dòng lành không cho mình ạ. Hai con này đúng mẹ con mẹ giống y lột nhỉ, chả khác cái gì luôn. Mẹ bố nó đen lắm, bố nó chim lùn đen. Rồi. Đây lấy cũng chất chim. Vì là hai đứa làm cho hai con bò đực. Rất là chăm chấm đều nhau. Con này của nó này mai to hơn con mẹ. To hơn nhau. Con này nó lai cây hơn này. Con này. Đấy. Con này nay mai cây con hơn nhiều. Bò nó thích lắm nhỉ. Bò bây giờ đã xa đẹp rồi. Lầm sữa trước là giải yếm, rốn yếm là đẹp. Nhưng mà mẹ hay rồi, chở hoang mẹ hay rồi. Không, chưa chưa. Tôi không có đi chăn cùng mùa được đâu mà chở hoang được. Thế. Bỏ được nó bán hết rồi, mình được rốt hết rồi. Giờ ai người ta thả mà có chở hoang rồi. Người ta rốt hết làm liêu rồi mà chở hoang. Rốt rồi, ông Thành rốt hết rồi, giờ ông bốn con bỏ rốt hết rồi. Giờ chưa mới bỏ ra. Con này nay mai cho nó ông hơn con nhiều, nó to. Con này đẻ lứa thì mày to lắm. Man đỏ nhưng dòng này con này... Nắng còn đúng không? Dòng này nó chưa được phải là loại tốt hẳn nhưng mà... có một loại cao dài, cao dài tinh loại ăn gớt ấy, loại ý con đỉnh cao, loại này cũng là dễ nuôi thôi nhưng không thể bằng loại kia được. Những loại giác man của nó rồi nó tuyển ở Campuchia về tôi nhìn thuận mấy con cũng ra gì không? Rồi. Giác man à? Không, lấy dòng ấy còn lấy làm gì loại đấy? Loại Campuchia nuôi không ăn thua. Nhìn có ông chú cho mấy con lắm. Ông cứ nuôi cái dòng này là nó dễ chăm này. Hoặc là nếu mà kiếm thêm vài con an gớt ấy. An gớt mắt đỏ mũi đỏ ấy. Và đấy thích. Chưa quá ok luôn. 5-1. Như đây cũng có. Có nó có nhưng nó ít. Ít á. Có tôi nếu mà có thì con này là để lứa nào chưa? Chưa đấy. Giờ mới lấy mẹ già đây. Mẹ đó kìa. Rồi. Giờ mới đang có chữa. Lấy hoang này. Lấy giống mấy tháng không? Chữa hoang 3B họ to của họ thả ra này. Đấy tôi dính hai con này chữa hoang. Đấy đi chăn nó nhảy. Bây giờ mình phải lấy giống hẳn hoi vào để nhảy không gian gì đâu. Đây tôi lấy giống được cái con kia. Cái con kia.
Con này khả năng gần đẻ này, lầm chữ buông rồi này. Con này chở hoang nó nhảy về, nhưng mà tôi cũng gọi bắn tinh, nhưng không biết được tinh mình hay là tinh kia. Nó nhảy giờ về tôi lại bắn tiếp này. Này hiện tại là bây giờ là chưa ra con nào gì? Chưa. Đuôi to thêm à? Đuôi. Rồi lúc nào bán thì alo cháu. Đấy không?